Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Theo thông tin AFK Mobi có được thì tựa game đấu tướng rảnh tay 6v6 mang tên Đại tỷ 3 Q Mobile sắp được nhà phát hành eGame ra mắt giới game thủ Việt ngay trong tháng 6 năm 2021 này. Đại tỷ 3 Q thuộc thể loại game idol đấu tướng 6v6 sở hữu hàng loạt tính năng, hoạt động vô cùng phong phú. Dấn thân vào game, bạn sẽ sắm vai vị chúa công trẻ tuổi đang từng bước chinh phục Giang Sơn, giải cứu bá tánh thoát khỏi bể khổ. Điều đáng nói thêm là ở game này mọi danh tướng sử Tam Quốc đều bị ảo hóa thành nữ nhi anh hùng với tạo hình nhân vật vô cùng quyến rũ. Theo đó, trò chơi cung cấp hơn 140 nhân vật với hàng ngàn kỹ năng thuộc 4 hệ phái Ngụy Thục Ngô Quần tương sinh tương khắc khác nhau. Tuy nhiên, sẽ không có nhân vật nào là không có ích, bởi nếu là thẻ bài yếu, người chơi có thể dung hợp và nâng cấp để gia tăng chỉ số cho thẻ bài phẩm cao hơn. Nhờ đó, bạn luôn có một đội hình dùng được mà không lo chúng trở nên yếu thế vào giai đoạn sau này. Lúc này, nhiệm vụ của người chơi trong Đại tỷ 3 Q Mobile là không ngừng càng quét phó bảng, leo tầng tháp, trảm boss, khiêu chiến lôi đài hồng, thu thập và nâng cấp càng nhiều nữ tướng càng tốt để xây dựng lên một đội quân bất khả chiến bại. Song để làm được điều này, bạn cần phải tìm hiểu và nghiên cứu kỹ các công năng, hoạt động xoay quanh và chọn lựa đúng tướng cần dùng cho đội hình kích hệ của mình đang có. Các tính năng nổi bật của game. Game chỉ có tướng nữ duy nhất tại Việt Nam. Vẽ tay từng nhân vật tỉ mỉ, đẹp rạng ngời, đảm bảo nhìn là mê. Cày ải không mất thể lực, chơi không tốn sức. Mỗi ngày đều tặng tướng SA, trang bị tốt, tài nguyên khủng cho người chơi tha hồ mạnh hóa đội hình. Hoạt động phó bản đa dạng, chơi cả ngày không hết việc cần làm. Cộng đồng lầy lội, đông vui, kết bạn tứ phương tha hồ tranh đấu. Chỉ độc quyền ở AFK Mobi, community game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Qua tới thế cao cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi, chỉ ngày đi.